ngay làm trợ lý phó tổng giám đốc. Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên được nhận vào làm cho nên là... Vậy em chuẩn bị gì cho anh ngày hôm nay rồi? Hello mọi người, cho em gửi hồ sơ. I love the atmosphere. Sếp chiều nay sẽ có một lịch họp với Risk Committee. Em là Khánh Vy thực tập mới ạ, rất là vui khi được học hỏi từ mọi người ạ. Thực sự là mình chưa bao giờ dùng máy photocopy hay máy scan cả, nhưng mà được sếp giao việc trực tiếp. Có việc gì không khó? Trên đời này không có việc nào khó hết, những người khác làm được, mình sẽ làm được. And if you can complete the one for today, that would be great. Ok, về số chưa? Trộm vía, giờ số đều đều. Dạ vâng, em mời chị đi hướng này ạ. Mọi người ở đây á, ai cũng trao đổi liên tục luôn. Đang định tìm phòng nhưng mà quên mất là ở đây công ty mình là có không gian làm việc không phân định. Vào đây nhân viên mới thì sẽ được tặng một bộ cốc. It's mine. Dòng công nhận anh đi làm cái này là cần phải ngủ trưa thật luôn đó các má. Hay một ngày làm trợ lý phó tổng giám đốc kiêm chuyên viên tư vấn tài chính tại một trong những công ty uy tín nhất thế giới. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn theo dõi Vy Job. Let's get started. Oh, this way. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình được chính thức nhận thực tập vào đây làm. Tức là apply CV thành công và mình có vài ngày training ở đây rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên được nhận vào làm cho nên là không biết như nào nữa. Công ty mình mát quá. Sao mọi người đi làm sớm ấy nhỉ? Hả? Mình không đi làm muộn chứ. I'm not late. Ok, it's fine. Let's go. Đang định tìm phòng nhưng mà quên mất là ở đây công ty mình là có không gian làm việc không phân biệt cấp bậc. Tức là các sếp có thể ngồi trực tiếp làm việc với nhân viên tụi mình luôn. Và mọi người có thể ngồi bất cứ nơi đâu mọi người muốn mà không có chỗ cố định thì chúng ta có thể thay đổi linh hoạt. Chào mọi người, morning. Em chào mọi người ạ, em chào các chị. Dạ, em chào mọi người. Come in. Dạ, em chào sếp ạ. Xin chào Khánh Vy. Vâng ạ, em chào sếp. Ngày hôm nay là em chính thức thực tập trong vai trò là trợ lý sếp ạ. Dạ. Vậy em chuẩn bị gì cho anh ngày hôm nay rồi? Sếp chiều nay sẽ có một lịch họp với Risk Committee. Và yes, em đã chuẩn bị hết data cho sếp ở đây rồi ạ. Em cũng đã gửi hết các tài liệu cần thiết cho các PM rồi ạ. Thì chiều nay chỉ cần đi qua các cái tài liệu mà mình đã soạn thảo là xong. Cảm ơn em. Còn ngoài ra thì sẽ có một cuộc họp mới với khách hàng vào cuối giờ chiều nay. Mình sẽ gặp bao nhiêu phút em nhỉ? 45 phút tới 1 tiếng. Ok. Vâng. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Vâng. Anh nghĩ một trong những điều quan trọng nhất tại Sun Life khi mình đi làm đó là mình phải hòa nhập được với công việc cũng như là các đồng nghiệp ở đây. Dạ. Nên bài tập của em cho một tháng đầu tiên ha là phải nhớ được tên và mặt của tất cả mọi thành viên của văn phòng SBay này. Dạ. Đồng ý không? Vâng, sếp có thể giao cho em nhiệm vụ khác được không ạ? Bởi vì những nhiệm vụ đấy nó dễ quá với em ạ. Sắp tới mình có một chiến dịch để quảng bá cho thương hiệu mới của chúng ta News by Sun Life. Thì anh có một nhiệm vụ cho em hôm nay nữa. Dạ. Là em phải gặp được các bạn tư vấn tài chính của mình trong văn phòng hôm nay. Vâng. Lấy data của họ. Vâng ạ. Sếp cho em xin deadline được không ạ? Anh thì không thích có nhiều deadline. Dạ. Nên cái nào mình xong ngày hôm đó. Dạ. Nên là hôm nay hoàn thành nhé. Dạ vâng ạ. Chúc em xin phép cho sếp. Thank you. Em cảm ơn sếp. Chúc sếp một ngày làm việc vui vẻ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Em xin phép ạ. Việc tiếp theo, in tài liệu, scan tài liệu cho sếp. Thực sự là mình chưa bao giờ dùng máy photocopy hay máy scan cả. Nhưng mà đi làm rồi thì mấy cái này cũng phải tự học thôi chứ. Chả lẽ bây giờ bảo em không biết, chả lẽ bảo là em tưởng. Được. Chắc. Hello mọi người, cho em gửi hồ sơ. Em mới in xong. Chị ra cho em nhé. Dạ, okay. Thank you mọi người. Morning. Đi nhậu không? Không, mới là lạ. Nhớ gọi em nhé. Bye bye, cảm ơn mọi người. Hôm trước chưa vào nấp nha. Duo về tuyển dụng nên đi riêng cho News by Sun Life của mình với một người KOL rất là trẻ, ba từ: quality, quality, and quality. We continue with the PASA program. I already talked with their partners and they agree, totally agree with what we plan to do. So we can start up now. Okay. Yep. Anh sẽ giới thiệu cho em một nhân vật rất là thú vị của Sun Life Việt Nam.
Em nhớ học hỏi chị thật nhiều. Dạ vâng ạ, em cảm ơn sếp ạ. I love the atmosphere. Here? Yeah. Yeah. It doesn't look like a life insurance company, right? Sure, everyone here looks so young. You look young. I look young. Everyone is enjoying. So we blend in well. Blend in well. So here is my to-do list. What should I do next? Yeah. So if you can complete this first, mm-hmm. and then this would be the priority for the next day. I think if you can complete this one for today, mm-hmm. that would be great. Okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye. Have a nice day. Yes. Yes. Được xếp giao việc trực tiếp. Oh my god. Bước tiếp theo, đi học training, học tất cả những kiến thức mình cần học và được gặp các anh chị đồng nghiệp của mình. Okay, very good. Em là Khánh Vy, thực tập mới ạ. Rất là vui khi được học hỏi từ mọi người ạ. Dạ. Và chúng mình là Nụ Mai Sơn Mai. Outfit đi làm mấy hôm nay? Đúng là một cô thực tập viên luôn á. Pin của mình đang càng ngày càng giảm, càng cạn dần ấy. Và mình không có nhiều năng lượng để hướng ngoại nữa. Thì mình sẽ vào đây ngồi tĩnh tâm, ngồi ngủ trưa, ngồi suy nghĩ và tạm thời tránh mọi người xung quanh thì mình có thể tái tạo năng lượng là một điều vô cùng quan trọng. Đây là chuyên mục Flex về sếp tôi và công ty tôi, anh Lâm Vũ Thắng, Phó Tổng Giám đốc các kênh phân phối tại Sunlight. Hello. Số 5 trong nghề ạ. Thì gọi là nghề tài chính đi ha. Dạ. Anh có 14 năm, trong đó 5 năm làm ngân hàng và 9 năm làm bảo hiểm. Ngôi trường mà sếp đã tốt nghiệp ạ? Ở LSE là London School of Economics, Singapore. Did you graduate from France? I've been studying in France and then working in France for more than 10 years. Before going back to Asia, first in Hong Kong, in the Philippines. Chị tốt nghiệp thạc sĩ về quản lý tài chính bên Vương quốc Anh, Đại học Newcastle. Sau khi tốt nghiệp thì chị có làm bên Ernst & Young về kiểm toán trước khi đến với bảo hiểm. Thành tựu mà sếp cảm thấy tự hào nhất ạ, về công việc ạ? Phát triển và thành công được mô hình bảo hiểm toàn thời gian, gần như là mô hình đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Nguyên tắc làm việc của anh là mình dám làm những gì mà người ta chưa làm, mình dám làm cái gì đó mới, mình dám bước ra khỏi vùng an toàn. Và nếu mình dám làm những điều mới lạ thì kết quả cũng sẽ rất bất ngờ. You traveled and you work around the world, and why did you choose to work for Sun Life? It was a love story. I was working in the Philippines and then I've been headhunted. Sun Life in Vietnam is the only insurance company in the whole market, right, to have this very special, unique touch about art and culture, and you know, coming from France, I think I'm quite sensitive to that. Cái khó nhất của một chuyên viên tư vấn tài chính là gì ạ? Công việc này không khó. Trên đời này không có công việc nào khó hết. Những người khác làm được, mình sẽ làm được. Nhưng mà điều chú ý, chăm chỉ, kỷ luật và làm hai điều trên một cách thường xuyên. Bonjour. Chị bé à? Chị parle français à? Merci. That's the only phrase I know in French. Chào mừng các bạn đến với Office Tour. Mình sẽ cho các bạn xem văn phòng công ty của mình. Cái điều mình thích nhất ở công ty đó chính là có một không gian mở và tràn ngập ánh sáng, hầu như là ánh sáng thiên nhiên được lấy trực tiếp ở đằng trên mái kia. Thành ra là mình sẽ không bị cảm giác bí bách khi mà ở trong nhà. Và đặc biệt mình thấy ánh sáng ấy, ánh nắng là một yếu tố vô cùng quan trọng để tinh thần của mình phấn chấn hơn. Có rất nhiều cây xanh, tràn ngập cây xanh ở đây. Khu vực này là khu vực để tất cả mọi người có thể ngồi nói chuyện với nhau ấy. Mỗi một tháng thì sẽ có một performing art. Từ tới đây, các đạo diễn, các nghệ sĩ sẽ cùng chia sẻ giao lưu với các nhân viên trong công ty này. Hoặc là sẽ có những buổi trình diễn piano, nhạc cổ điển để mọi người có thể tiếp cận với nghệ thuật. Sếp mình rất là mong muốn được truyền tải một thông điệp We support art, để có thể kết hợp giữa công việc và nghệ thuật, để mọi thứ trong cuộc sống cân bằng. Và mình cũng là những người yêu thích nghệ thuật, yêu thích những cái đẹp, thì công việc của mình cũng thăng hoa hơn. Ôi, chị Vy, đi đâu vô đây? Đi làm đó má, về số chưa? Trộm vía á, về số đều đều. Chị nhớ là em học sân khấu kịch đúng không? Đúng rồi, em học sân khấu kịch. Thế bây giờ lại làm tài chính luôn? Đúng rồi. Làm full time luôn? Full time luôn. Khi mà em học diễn viên á, em học diễn xuất á, thì em có thể hiểu được tâm lý của nhân vật. Thì khi em gặp khách hàng cũng vậy, em sẽ đặt tâm lý của khách hàng nhà mình. Và em hiểu là khách hàng cần gì, khách hàng muốn gì.
và em sẽ tư vấn khách hàng một cách hiệu quả. Sắp tới là chị phải tư vấn một số người. Nhưng mà chị sợ một cái là mình giới thiệu nhiều quá sau cảm giác như là họ cảm giác bị ngợp ấy. Họ cần gì thì mình tư vấn đó thôi. Hãy tư vấn cái mà khách hàng cần. Mình có nhiều bạn tư vấn viên sẽ hơi tham lam một xíu. Các bạn sẽ bỏ thêm nhiều cái quyền lợi mà khách hàng không dùng tới. Hello chị. Hello. Anh Vy nè. Bên em đi làm thấy sao, vui không? Dạ cũng vui ạ. Mà các bạn là về tài chính nên em đang học. Em phải nhờ chị mentor. Để mình bán được một cái hợp đồng á, thì ban đầu mình sẽ từ các mối quan hệ ấm trước. Sau đó nếu mà mình bán được những cái mối quan hệ đó rồi thì trong cái quá trình đó mình có thể tìm những cái mối quan hệ xung quanh mình nữa là mối quan hệ lạnh. Chị học ở Đài Loan đúng không hả? Chị học liên kết ở Đài Loan. Chị thấy Đài Loan là một đất nước rất phát triển về kinh tế. Đất nước phát triển thì họ rất chú trọng về bảo hiểm, mua bảo hiểm nhân thọ. Nên là chị quyết định qua Đài Loan để chỗ học. Anh học ở trường nào ấy? Anh hồi đó anh học ở trường RMIT, chuyên ngành kế toán tài chính. Thì anh cũng có bén duyên với ngành bảo hiểm. Sau khi làm kế toán một năm tại một công ty local á, thì tới bây giờ anh đã được 4 năm ở vị trí chuyên viên và thăng tiến lên vị trí quản lý làm franchise như thời điểm hiện tại. Anh thấy nhất là công ty ở đây là một cái gương ấy, ở đây luôn. Sao vậy? Đánh son các thứ xinh tươi. Không, nhưng mà tôi sợ sao gương tươi lắm nha. Không biết ở đây nhiều người này mình tìm được người yêu không? Trời ơi, tôi ở đây gần một năm trời không kiếm được ai nè. À, chị ạ. Chị đợi lâu chưa ạ? Không làm lâu lắm. Dạ vâng, em mời chị đi hướng này ạ. Em thấy là chị Trang Anh đã có hợp đồng bảo hiểm cho bố mẹ với cho chị Trang Anh rồi. Đúng. Nhưng mà mình chưa có hợp đồng bảo hiểm cho hai bé đúng không ạ? Thế mình cũng triển khai là muốn mong muốn là muốn mua hợp đồng bảo hiểm cho hai bé luôn. Alo chị ạ, chị đến chưa ạ? Vâng. Dạ, ok. Mức độ trai xinh gái đẹp của nhân viên của Nose 10 điểm. Đó, mình muốn một không gian trẻ, năng động. Mọi người đi dạy vô làm thấy có năng lượng, thấy vui khi được đi làm. Thì đồng nghiệp của mình cũng phải có rất là tươi sáng. Thì đó là một tiêu chí mà mình trong tuyển dụng của Nose by Sunlight. Mức độ hài lòng với số lương nhận được so với công việc. Nên anh sẽ dựa trên một cái survey report gần đây nhất về engagement score của Sun Life đang là 96%. Sếp thường tìm kiếm điều gì ở những cộng sự trẻ ạ? Anh kỳ vọng được tạo ra một cái không gian để cho mọi người có thể được thể hiện cái bản sắc của mình một cách rõ ràng nhất. Nên ở đây mình sẽ không có quá nhiều những cái khung bạn phải như thế này, bạn phải thế kia. Anh chỉ cần bạn làm một thứ thôi, là bạn hãy là chính mình. Hãy tham gia và là một trong những màu sắc tuyệt vời của Sunlight nhé. Hãy tham gia vào News by Sunlight. Mọi người ơi, News by Sunlight đang tuyển dụng nha. Và mọi người hãy nhớ là apply CV vào đây, gửi tới đây để chúng ta có thể có cơ hội làm việc với nhau. Và tất cả đều sẽ được làm việc trực tiếp với sếp đúng không ạ? Yes. Yes. Đấy là cam kết. Ôi, đi làm về thôi. Vậy là ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xong công việc của mình. Mình chấm ngày hôm nay chắc là 8.5/10 bởi vì có một số việc mình nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Có một câu nói mà sếp của mình đã nói, chia sẻ với mọi người mình cảm thấy rất là tâm đắc. Đó là khi mà sếp hỏi người nhà của sếp là khi mà người trẻ mình đặt ra câu hỏi là mình nên làm gì để đóng góp cho cộng đồng xã hội, thì câu trả lời của sếp đó là cuộc đời của mỗi con người thì nên được chia ra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là mình phải biết cách lo lắng cho cuộc sống của chính bản thân mình để mình là một người độc lập, tự chủ và không phụ thuộc vào người khác. Đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà mình phải biết chăm lo cho gia đình, người thân để không để bản thân mình và gia đình mình trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Và khi mà mình đã hoàn thành xong được hai giai đoạn đó thì mình tự khắc di chuyển tới giai đoạn thứ ba. Đấy là giai đoạn mà mình biết rằng là mình có những cái gì và mình sẵn sàng chia sẻ, san sẻ những cái gì cho những người đang còn thiếu ở ngoài kia và mình đóng góp được những điều gì cho xã hội. Thì mình thấy rằng công việc tại Nu Sun Life đều mang được những cái giá trị xã hội rất là nhân văn trong từng công việc hàng ngày của mình. Nên là đôi khi chúng ta cũng không cần phải nghĩ gì đó nó quá là cao siêu, nó quá là đao to búa lớn. Chỉ đơn giản chăm sóc cho cuộc sống của mình thật tốt, lo lắng cho cuộc sống của người thân thật tốt. Và từ đó mình sẽ tự khắc biết là mình nên làm gì cho cộng đồng, cho xã hội xung quanh. Mình rất yêu công ty của mình. Mình hy vọng rằng là mọi người có thể apply vào. Nu Sun Life luôn luôn chào đón tất cả mọi người. Nhớ apply CV vào nhé. Bye bye.
Thường thường khi mà chúng ta cảm thấy chán khi mà ở nhà hay là chán khi ở công ty thì mình sẽ ra cà phê làm việc đúng không? Ở đây như quán cà phê luôn, mình không cần ra cà phê luôn. Ở đây cũng có cafeteria, cũng có quầy bar để mọi người uống cà phê, uống nước, ăn snack. Và mọi người có thể thoải mái ngồi đây nói chuyện, họp với nhau.